hãy đưa họ đến chỗ của ta. Ta cũng đang rất tò mò về băng mũ rơm đây. Trước mắt họ là một vùng đất vô cùng kỳ lạ. Mục đích là quét sạch. Tại sao chính phủ thế giới lại phải xóa sổ một... Hello anh em, lại là Kem Review đây. Ở chapter 1061, băng mũ rơm đã tiến đến một vùng biển vô cùng nguy hiểm. Cả băng lúc này đang chống chọi với cơn lốc khổng lồ xuất hiện ngay ở giữa biển. Sức gió của nó mạnh đến mức cũng bay cả Chopper và Luffy lên không trung. Tình hình lúc này đang rất là căng thẳng, thì bất ngờ một con cá mập khổng lồ được làm bằng kim loại đã lao đến tấn công tàu Sunny, khiến cho cả băng lúc này phải tách nhau ra. Tàu Sunny sau đòn tấn công ấy đã bị lật nhào và chìm xuống nước, kéo theo cả băng cùng chìm theo. Còn về phần nhóm của Jinbei, Luffy, Chopper và cả Benny đã bị luồng nước do quả tên lửa từ miệng của con cá mập khổng lồ phóng ra và phát nổ, khiến cả nhóm bị cuốn đến hòn đảo tương lai SH. Đúng là trong cái rủi nó lại có cái may mà. Một con robot khổng lồ đã xuất hiện và lao đến tấn công con cá mập ấy, khiến nó phát nổ. Sau đó nó vớt tàu Sunny lên khỏi mặt nước. Một người con gái đã bước ra từ bên trong của con robot và tự nhận mình là nhà bác học thiên tài Vegabun. Đó cũng là cái sự kiện chính diễn ra ở chapter 1061. Còn ở chapter 1062 này, điều bất ngờ gì sẽ xảy ra? Mời các bạn cùng đến với chapter 1062, cuộc phiêu lưu tại xứ sở khoa học. Let's go và luôn cho nóng nào. Ta làm việc cho chính quyền thế giới, người đời hay gọi ta với cái tên là nhà bác học thiên tài, tiến sĩ Vegabun. Người con gái bí ẩn sau khi tiết lộ danh tính thật sự của mình đã làm cho cả băng rất ngạc nhiên. Frankie lúc này kiểu: có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Anh nói với Vegabun rằng: đúng là idol trong lòng của em đây mà. Idol có biết rằng trong 2 năm qua em đã ăn cắp, à nhầm, em đã tham khảo mấy cái bản thiết kế mà idol đã để lại trong cái phòng thí nghiệm ở Bodymore trước đó. Nhờ có idol mà giờ đồ chơi của em không thiếu thứ gì cả, chỉ là nó không to và bự như của idol thôi. Đúng là hàng riêu có khác mà. Usopp đang rất phấn khích khi được tận mắt chiêm ngưỡng độ khủng của con robot kia, khiến anh phải thốt lên rằng: nó to thiệt chứ, to chắc gấp cả chục lần so với con robot Funky luôn ấy. Ước gì giờ có hai lần cốt của mình ở đây cho nó coi ha. Và cái tật mê gái của anh tư gà Sanji vẫn chưa chịu bỏ, nhìn cái mặt là biết ngay ấy mà. Còn Robin, cô đang rất nghi ngờ về thân phận thật sự của cô gái kia, vì cô chưa bao giờ nghe về việc Vegabun là một người phụ nữ cả. Với việc nếu tính đến thời điểm hiện tại thì Vegabun phải rất lớn tuổi rồi, chứ không phải trong hình dạng của một cô gái trẻ đang đứng trước mặt họ. Và thực tế đã chứng minh rằng suy luận trên của Robin đã đúng. Vegabun tự nhận mình không phải là một Stella, hay nói đúng hơn, đây không phải cơ thể thật của lão. Vegabun nói rằng: ta chính là Bần Hài, các người cũng có thể gọi ta là Vegabun Lily. Từ Lily có nghĩa là ác quỷ. Nhưng các người cứ yên tâm, mặc dù tên ta như vậy thôi chứ tâm ta tốt lắm. Giờ ha, tiền bạc đâu? Rồi mấy đồ giá trị đâu, móc hết ra cho tao, nhanh nhanh, lẹ, nhanh. Đụng cái gì không đụng mà đụng đến tiền của Nami thì hơi ẩu rồi đó ba. Nami đang rất tức giận vì trước giờ chỉ có cô chấn lột người khác thôi, chứ chả ai dám làm bậy với cô cả. Nami bảo rằng nếu thấy hay nhớ like, share và đăng ký kênh cho tớ nhé. Cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy, khí hậu đã lạnh, lòng người còn lạnh hơn thế nữa chứ. Vớt có con tàu lên mà giờ nó vòi tiền, làm đúng quy trình chưa mà đòi tiền thế mày? Nghe thấy thế, Vegabun liền đáp: ai bảo với tụi mày là tao đến đây để cứu tụi bay vậy? Nơi đây là địa bàn của chính phủ thế giới, nghiêm cấm các tàu thuyền qua lại. Và đặc biệt hơn, nơi đây còn được bảo vệ bởi các vũ khí quái vật biển. Nếu các ngươi không tin thì nhìn xung quanh thử đi. Vừa dứt lời, từ dưới đáy xã hội, Đạt Villa đã trồi lên mặt nước, bao vây tứ phía tàu của băng mũ rơm. Sự khủng hoảng của những con quái vật biển đã làm cho bộ ba Usopp, Nami và Brook sợ vỗn cái linh hài. Những con quái vật biển đều được đánh số và trang bị vũ khí từ A đến Ớ. Điều này đã khiến cho Franky vô cùng thích thú. Bỗng nhiên, một cuộc điện thoại đã gọi đến cho Bân 2, và người ở đầu dây bên kia lại là một Vegabun khác, người này tên là Sokka. Sokka hỏi Bân 2 rằng: cô lại dở trò cướp bóc nữa đúng không? Thật là làm mất mặt một nhà khoa học mà. Thấy con này nó hay ra vẻ quá, Lily liền bật lại: đem cái đống tự tôn đó mà mua trang thiết bị về tự nghiên cứu đi mày, coi người ta có bán không. Đúng là những thằng ngu thường tỏ vẻ nguy hiểm mà. Sokka cảnh báo với Bân 2 rằng: những tên trước mặt cô không có dễ xơi đâu, đó là băng mũ rơm. Băng hải tặc đã trở thành tứ hoàng vào vài ngày trước. Nghe thấy thế, Bân 2 liền đáp: ngon, lượm luôn băng tứ hoàng chắc được nhiều kho báo lắm đây. Kho báo đâu không thấy, chứ tao thấy mày báo lắm rồi đó Bân 2. Cẩn thận, đừng có đánh giá thấp bọn chúng. Mày có thấy thằng đầu rêu bên kia không? Hoa tiêu của băng mũ rơm đó, đụng đến nó là nó tìm đến nơi luôn đó. Còn bao lâu thì tao không biết. Giang hồ hay gọi nó với cái tên là ông hoàng mua đường, thợ săn hải tặc Rana Zoro, với tiền truy nã là 111 triệu berry. Còn mày ngó sang bên kia thử đi, thấy cái con nhỏ kìa không? Mày là ác quỷ đúng không? Nó được mệnh danh là đứa con của ác quỷ đó con. Sơ hở là nó lụm luôn mày đó. Trời, mày lại hù tao nữa rồi.
làm sao tụi nó đánh lại cái đám quái vật biển của tao chứ? Lily ơi là Lily, sao mày ngu thế con? Những kẻ mạnh như Zoro thì nó lụm mày chứ, xong nó mới quay qua nó lụm quái vật biển kia vẫn kịp mà. Nghe cốt mình nói thấy cũng có lý. Bân hai chợt nhận ra rằng cả băng nhìn hơi ngu ngu mà trông nguy hiểm phết. Khi cả hai vẫn đang trò chuyện với nhau thì bất ngờ Zoro gọi Vegapunk. Không biết là anh định kêu Vegapunk nào nhảy, chắc là cả hai luôn quá. Zoro nói rằng mình có một yêu cầu và Vegapunk Sokka đã chấp nhận lời yêu cầu của anh. Sokka bảo với Bân hai rằng hãy đưa họ đến chỗ của ta, ta cũng đang rất tò mò về băng mũi rơm đây. Chuyển cảnh đánh nhóm của Luffy, Barney đang dẫn Luffy, Zinbei và Chopper đi sâu vào bên trong hòn đảo. Trước mắt họ là những bức tường được làm bằng kim loại và một cái cầu thang được dẫn lên trên. Cả nhóm lúc này bắt đầu trèo lên, vừa leo Barney vừa kể về quá khứ của mình. Cô bảo rằng khi tôi còn nhỏ, nơi đây chỉ là một phòng thí nghiệm bình thường, không ngờ bây giờ nó lại lớn đến vậy. Sao con nói ấy, Zinbei đã rất thắc mắc. Thế quái nào một người như cô đã từng đến đây vậy? Barney liền đáp, nếu ông đã thắc mắc thì tôi cũng không giấu gì. Cha tôi chính là Bartolomeo Kuma. Ông đã bị biến thành một người máy dưới bàn tay của Vegapunk. Wow, ngầu phết. Giờ đây ông đã mất hết ý thức về việc mình là một con người, chẳng khác nào một vũ khí sống cả. Sau khi nghe câu chuyện của Barney, Zinbei đã rất ngạc nhiên vì điều đó. Ông bảo rằng đó quả thật là một chuyện động trời mà. Còn Luffy lúc này kiểu, tôi khốn nạn quá, tôi thật sự xin lỗi. Kết thúc câu chuyện cũng là lúc cả nhóm đã trèo được lên trên. Trước mắt họ là một vùng đất vô cùng kỳ lạ, có đủ các con robot và quái vật máy từ to đến rất to. Trong số đó còn có các sinh vật biển đang bay trên trời. Khoa học kỹ thuật nơi đây quả thật rất tiên tiến. Công nghệ bong bóng của đảo người cá cũng được Vegapunk áp dụng trên các công trình nơi đây. Barney định nói với Luffy về việc cô đã gặp Sabo ở Marine Joy, nhưng với một thằng ngu lâu dốt bệnh khó đào tạo như Luffy nên thôi cô im luôn cho lành. Khi Barney vẫn đang suy nghĩ về điều đó thì một âm thanh tưởng lạ mà quen vô cùng. Rồi rồi, nghe âm thanh này là biết báo rồi, báo tới nữa rồi. Luffy nhắm vào con quái vật và dùng Gomu Gomino Rocket bay về phía nó. Con quái vật phun lửa khi nhìn thấy Luffy và sực luôn cậu. Nhưng thật bất ngờ, Luffy đã xuyên qua con quái vật ấy và rơi thẳng xuống đất. Đúng là Luffy không có gì là giỏi, chỉ có chơi ngu là giỏi nhất. Khi mà cậu vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra thì bất ngờ xuất hiện một tô kem trái cây siêu to khổng lồ mà bà Tân Velop đã làm trước đó. Thấy thế, Luffy, Chopper và cả Barney lao về phía cây kem, nhưng cũng giống như lần trước, cả ba đã xuyên qua nó và cắm mặt xuống đất. Sau mọi nỗ lực thì cuối cùng cả ba cũng không ăn được nó. Đến đây, cả nhóm đang hoài nghi. Có khi nào tụi mình ngỡm cu tối hết rồi không tụi bay? Nên giờ còn mỏi cái hồn nên ăn không được là đúng rồi. Kiểu này chắc nhờ người ta đốt xuống mới ăn được á. Đúng là ba thần gầm báo đi chung với nhau thì chuyện gì tụi nó cũng nghĩ ra được. May là trong nhóm vẫn còn một người tỉnh táo là Zinbei đó. Ông bảo rằng nếu thấy hay nhớ like, share và đăng ký kênh cho tớ nhé. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, nhưng có lẽ đó là hình ảnh ba chiều nên mọi người chỉ có thể thấy thôi chứ không thể nào đụng vào nó được. Khi nghe điều đó, Luffy rất tức giận, cậu như hóa ghi nằm với mái tóc rực cháy và dải lụa trên vai. Còn Chopper, cậu như tìm thấy một cái máy gì đó, trên đó có những nút bấm có hình đồ ăn. Khi đang định bấm thử thì Barney đã kêu cậu bỏ cuộc đi vì mọi thứ đều là dối trá cả. Còn Zinbei, ông đang thắc mắc về việc nơi đây mặc dù là một vùng biển lạnh nhưng chỗ họ đang đứng lại không lạnh một chút nào. Có gì đâu mà lạ ông già, nơi đây vốn dĩ ấm áp là do có một thiết bị đang kiểm soát nhiệt độ của hòn đảo. Với phát minh đó ta có thể điều chỉnh nhiệt độ đến tận lớp đất luôn đấy. Giọng nói ấy được phát ra từ một đứa trẻ có mái tóc hai màu với hai ụ tên lửa được gắn phía sau. Kích thước của đứa bé to lớn không kém gì các con quái vật ở nơi này. Khi cả nhóm đang rất ngạc nhiên và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Luffy, một thằng lịch sử không có, chỉ có máu chó là không ai sánh bằng, Luffy tung cú đấm về phía cô bé vì tưởng đó cũng chỉ là không gian ba chiều. Nhưng bất ngờ thay, đòn đánh đã không xuyên qua mà đã bị đứa trẻ đó chặn lại. Nó đấm Luffy một lần nữa rơi xuống đáy xã hội nữa rồi. Nhưng có vẻ nơi đây chỉ thích hợp với đạt vali nên Luffy đã văng theo một hướng khác. Cậu văng đến chiếc máy mà Chopper đã nói lúc nãy và vô tình đầu cậu đập vào các nút bấm ở chiếc máy đó. Thức ăn bắt đầu được chế biến và rơi xuống. Và lần này tất cả thức ăn đều là thật chứ không phải là hình ảnh ba chiều. Ba thần gầm báo thấy thế vội vàng nhảy vào như hổ đói. Cô bé khổng lồ đứng kế bên giải thích rằng đây là chiếc máy chế biến thức ăn tự động, cứ bỏ nguyên liệu thô vào thì nó sẽ chế biến được thành 500 món ăn khác nhau. Vừa dứt lời, cô bé đã bay lên trời tung cú đấm về phía con quái vật ba chiều kia. Nhưng lần này cú đấm của cô bé đã có tác dụng. Quái vật kiểu, này bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Đúng là giận cá chém thớt là đây chứ đâu. Cô bé đang rất tức giận vì hệ thống điều hòa trên đảo sắp bị đắp chiếu. Hệ thống này có khả năng phát hiện ra các sinh vật sống trên đảo, và trong tương lai thậm chí nó còn có thể kiểm soát luôn cả thời tiết. Nhưng hiện tại hệ thống sắp bị ngừng hoạt động do không đủ kinh phí để thực hiện.
Vừa dứt lời cũng là lúc cô bé đấm sấp mặt lờ con quái vật ba chiều kia. Cả nhóm lúc này rất ngạc nhiên vì sao cô bé lại có thể tác động lên nó được chứ. Cô bé giải thích rằng thứ đeo trên tay ta chính là găng tay áp suất phổ thông. Nó có thể tác động vật lý lên cả ánh sáng. Thứ công nghệ này có thể xác định vật chủ là một đối tượng cố định và cho phép ta đánh trúng nó. Điều này đã giải thích lý do Luffy lại bị thương sau cú đấm đó. Vì thứ nó tác động lên là các hạt ánh sáng. Các hạt có kích thước còn nhỏ hơn cả nguyên tử. Với công nghệ này, việc đấm một người sở hữu năng lực Logia hoặc các hệ khác không thành vấn đề nữa rồi. Không biết Vegapunk còn bao nhiêu đồ chơi nữa đây. Thấy con này tính nóng như kem, không những thế đồ chơi nó lại còn nhiều nữa chứ. Jinbei liền hỏi: mày là ai? Cô bé liền đáp: nãy giờ tao quên giới thiệu với các ngươi, ta chính là người được thuê bởi chính phủ thế giới, nhà khoa học thiên tài Vegapunk. Ký hiệu của ta là Bân 6, hay các ngươi có thể gọi ta là Atlas. Còn ngay lúc này, trên một con tàu hải quân ngoài khơi tân thế giới, Lucy, Kaku và Taxi đang ngồi chém gió với nhau. Kaku bảo rằng Vegapunk là một người duy nhất, một thiên tài vô cùng bận rộn. Ông đã tạo ra 6 người khác nhau để giúp mình hoàn thành công việc. Và 6 cá nhân ấy được đánh dấu thứ tự từ 1 đến 6. Người thứ nhất là Bân 1, Saka, mang ý nghĩa là đúng đắn. Bân 2, Lily, hay còn gọi là ác quỷ. Tiếp đến là Bân 3, Edison, cảm xúc. Bân 4 là Pythagoras, tri thức. Bân 5 là Atlas, bạo lực. Và người cuối cùng là Bân 6, Yowa, ham muốn. Đến lúc rồi. Thần là thiên chinh. Hello bạn nhỏ, lâu rồi mình không gặp nhau. Nhóm CP0 được nhận lệnh từ chính phủ thế giới đưa Seraphim Kuma đến hòn đảo SH. Mục đích là quét sạch tất cả các Vegapunk ở đây. Nhưng điều kiện là họ phải thật cẩn thận, vì tại phòng thí nghiệm đó mọi thứ đều rất quý giá. Không biết là còn có nhiệm vụ nào khó hơn nữa không anh? Chứ nhiệm vụ này dễ quá, mà dễ xanh cỏ nha. Lucy đang rất thắc mắc, tại sao chính phủ thế giới lại phải xóa sổ một người thiên tài như Vegapunk vậy? Và nó có liên quan gì đến vụ ở Lulusia vòng vài ngày trước không? Thấy thằng này hơi nhiều chuyện, Taxi liền nói rằng đó không phải là chuyện của mày. Kẻ trực giác tốt như mày thì đừng nên quá tò mò đó. Hiểu ý tao chứ? Đó cũng là toàn bộ diễn biến của chapter 1062 này. Một chapter thật hấp dẫn phải không các bạn? Chapter này đã hé lộ sự thật. Có 6 bản thể của Vegapunk và người chúng ta nhìn thấy vẫn chưa phải là nhân dạng thật sự của ông. Cảm ơn các bạn đã ngồi xem đến giờ phút này. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ khi xem clip của Kem Review nhé. Nếu thấy hay nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ tới nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like and subscribe để đón chờ những video thú vị hơn đến từ Kem Review nha. Kem Review, hay nói điều.